Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 136. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Chúa của muôn Chúa, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Chỉ một mình Ngài làm nên các phép lạ lớn lao, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài đã nhờ sự khôn sáng mà dựng nên các tầng trời, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài trương đất ra trên các nước, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Dựng nên những vì sáng lớn, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Mặt trời đặng cai trị ban ngày, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Mặt trăng và các ngôi sao đặng cai trị ban đêm, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài đã đánh giết các con đầu lòng xứ Ai Cập, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đem Israel ra khỏi giữa chúng nó, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Dùng cánh tay quyền năng giơ thẳng ra, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài phân biển đỏ ra làm hai, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Khiến Israel đi qua giữa biển ấy, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Xô Pharaôn và cả đảo binh người xuống biển đỏ, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài dẫn dân sự Ngài qua đồng vắng, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đánh bại các vua lớn, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đánh giết những vua có danh, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Tức là Sihôn vua dân Amorit, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Và Óc vua Ba-san, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài ban xứ chúng nó làm sản nghiệp, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Tức làm sản nghiệp cho Israel là kẻ tôi tớ Ngài, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài nhớ đến bậc hèn hạ chúng tôi, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Giải cứu chúng tôi khỏi kẻ cừu địch, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài cũng ban đồ ăn cho mọi loài xác thịt, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các tầng trời, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Chương 13. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đương bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa Iscariot con trai Simon. Đức Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cùng sẽ về với Đức Chúa Trời. Nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Vậy Ngài đến cùng Simon Phi-e-rơ thì người thưa rằng: Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Vả các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài, tại thế cho nên Ngài phán rằng: Các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa. Các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy
Nếu ta là Chúa, là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn. Nhưng lời này trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: người ăn bánh ta, dở gót nghịch cùng ta. Hiện bây giờ ta nói điều này cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến, để khi việc xảy đến rồi các ngươi sẽ tin ta là đấng đó. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta. Hễ ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta đến. Đức Chúa Giêsu đã phán như vậy rồi thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ ngó nhau không biết Ngài nói về ai đó. Vả có một môn đồ dựa vào ngực Đức Chúa Giêsu, tức là người mà Ngài yêu. Simon Phi-e-rơ ra dấu cho người đó rằng: hãy nói cho chúng ta biết Thầy phán về ai. Vậy người nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: lạy Chúa, ấy là ai? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh ta sẽ nhúng đây. Đoạn Ngài nhúng một miếng rồi lấy cho Giu-đa Iscariot, con trai của Simon. Liền khi Giu-đa đã lấy miếng bánh thì quỷ Sa-tan vào lòng người. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng người rằng: sự ngươi làm hãy làm mau đi. Nhưng các người ngồi đồng bàn đó chẳng ai hiểu vì sao Ngài phán cùng người như vậy. Có kẻ tưởng rằng tại Giu-đa có túi bạc nên Đức Chúa Giêsu biểu người hãy mua đồ chúng ta cần dùng về kỳ lễ, hay là hãy bố thí cho kẻ nghèo. Còn Giu-đa khi lãnh lấy miếng bánh rồi liền đi ra. Khi ấy đã tối. Khi Giu-đa đã ra rồi, Đức Chúa Giêsu phán rằng: hiện bây giờ con người được vinh hiển, và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi con người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho con người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kiếp làm cho vinh hiển. Hỡi các con trẻ ta, ta còn tạm ở với các ngươi. Các ngươi sẽ tìm ta, và như ta đã nói với người Giu-đa rằng các ngươi không thể đến nơi ta đi, thì bây giờ ta cũng nói với các ngươi như vậy. Ta ban cho các ngươi một điều căn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Simon Phi-e-rơ thưa cùng Ngài rằng: lạy Chúa, Chúa đi đâu? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: nơi ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo ta được, nhưng rồi sau ngươi sẽ theo ta. Phi-e-rơ thưa rằng: lạy Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được? Tôi liều sự sống tôi vì Chúa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ngươi liều sự sống ngươi vì ta sao? Quả thật, ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta 3 lần. Chương 4. Than ôi, vàng mờ tối, vàng ròng biến đổi dường nào. Đá nơi thánh đổ ra nơi mọi góc đường phố. Các con trai của Siôn quý báu khác nào vàng ròng, nay coi như bình đất sét, là việc của tay thợ gốm làm. Chính các chó rừng còn đưa vú ra cho con nó đặng cho bú. Song con gái dân ta trở nên hung dữ như chim đà ở nơi đồng vắng. Con mới đẻ khao khát lắm, lưỡi nó dính với cúa họng. Trẻ nhỏ đòi bánh, chẳng ai bẻ cho. Những người quen nếm mùi cao lương đơn chiếc trong các đường phố, những kẻ dưỡng nuôi trong đồ điều đỏ, nay ôm lấy đống phân trò. Tội lỗi con gái dân ta lớn hơn tội lỗi Sodom, là thành bị đổ như trong giây phút, chẳng ai giơ tay ra trên nó. Các người sang trọng của nó tinh hơn tuyết, trắng hơn sữa, nước da đỏ hồng hơn san hô, mình mẩy sáng ngời như bích ngọc. Nay mặt đen hơn than, chẳng ai nhận biết trong đường phố. Còn da bọc lấy xương, khô rang như khúc gỗ. Những người bị gươm giết may hơn kẻ bị chết đói, vì thiếu sản vật ngoài đồng
người lần lần hao mòn như bị đâm. Chính tay người đàn bà vẫn có lòng thương xót, nấu chín con cái mình, dùng làm đồ ăn cho mình giữa khi con gái dân ta bị phá hại. Đức Giê-hô-va đã làm trọn sự giận của Ngài, đổ cơn thạnh nộ Ngài ra. Ngài đã đốt lửa tại Si-ôn, thiêu nuốt nền nó. Các vua trên đất, cả dân cư thế gian vốn chẳng ngờ kẻ thù quân nghịch sẽ tràn vào các cửa thành Jerusalem. Ấy là vì cớ tội lỗi của các tiên tri nó và sự gian ác của các thầy tế lễ nó. Họ đã đổ giữa nó huyết của người công bình. Họ đi quanh dọc đường như kẻ mù, bị máu làm ô uế, đến nỗi không ai có thể rờ đến áo sống họ. Người ta kêu bảo chúng rằng: hãy xê ra, chẳng sạch, hãy xê ra, đừng rờ đến. Khi họ trốn tránh đi lưu lạc, dân ngoại kêu rằng: chúng nó sẽ không trú ngụ ở đây nữa. Cơn giận Đức Giê-hô-va đã làm tan lạc chúng, Ngài chẳng đoái xem nữa. Chúng nó chẳng nể mặt thầy tế lễ, cũng chẳng kính người già cả. Mắt chúng ta mòn mỏi trong sự cứu luống công. Chúng ta trông đợi hướng về một dân không thể cứu. Chúng nó dòm ngó chân chúng ta, đến nỗi chúng ta không bước ra nơi đường phố. Sự cuối cùng chúng ta đã gần, ngày chúng ta đã chọn. Phải, sự cuối cùng chúng ta đã đến. Kẻ đuổi theo chúng ta thật lẹ hơn con chim ưng trên trời, đuổi theo chúng ta trên các núi, rình rập chúng ta trong đồng vắng. Hơi thở của mũi chúng ta, tức là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va, thì đã mắc bẫy rồi. Về người, chúng ta thường nói rằng: chúng ta nấp dưới bóng người mà sống giữa các nước. Hỡi con gái Ê-đôm ở đất Út-sơ, hãy vui mừng hớn hở. Cái chén cũng sẽ trao đến mày, mày sẽ say mê và trần truồng. Hỡi con gái Si-ôn, sự phạt tội lỗi mày đã trọn, Ngài không đày mày đi làm phu tù nữa. Hỡi con gái Ê-đôm, Ngài sẽ thăm phạt tội mày, phô bày gian ác mày. Chương 5. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ sự đã giáng trên chúng tôi, hãy đoái xem sự sỉ nhục chúng tôi. Sản nghiệp chúng tôi đã sang tay dân ngoại, nhà cửa thuộc về người giống khác. Chúng tôi mất cha phải mồ côi, mẹ chúng tôi trở nên góa bụa. Chúng tôi uống nước phải trả tiền, phải mua mới có củi. Kẻ đuổi theo kịp chúng tôi, chặn cổ chúng tôi. Chúng tôi đã mỏi mệt rồi, chẳng được nghỉ. Chúng tôi giang tay hướng về những người Egypto và Assyri đặng có bánh ăn no nê. Tổ phụ chúng tôi đã phạm tội, nay không còn nữa. Chúng tôi đã mang lấy sự gian ác họ. Kẻ đầy tớ cai trị chúng tôi, chẳng ai cứu chúng tôi khỏi tay họ. Chúng tôi liều mạng mới có bánh mà ăn, vì có mũi gươm nơi đồng vắng. Da chúng tôi nóng như lò lửa, vì cơn đói thiêu đốt chúng tôi. Chúng nó đã làm nhục đàn bà tại Si-ôn và gái đồng trinh trong các thành Giu-đa. Tay chúng nó đã treo các quan trưởng lên, chẳng kính trọng mặt các người già cả. Kẻ trai tráng đã phải mang cối, trẻ con vấp ngã dưới gánh củi. Các người già cả không còn ngồi nơi cửa thành, bọn trai trẻ không còn chơi đàn hát. Lòng chúng tôi hết cả sự vui, cuộc nhảy múa đổi ra tan chế. Mão triều thiên rơi khỏi đầu chúng tôi. Khốn cho chúng tôi vì chúng tôi phạm tội. Vì vậy lòng chúng tôi mòn mỏi, mắt chúng tôi mờ tối. Vì núi Si-ôn đã trở nên hoang vu, chuồng cáo đi lại trên đó. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài còn đời đời, ngôi Ngài còn từ đời này sang đời kia. Sao Ngài quên chúng tôi mãi mãi, lìa bỏ chúng tôi lâu vậy? Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy xây chúng tôi trở về Ngài thì chúng tôi sẽ trở về, làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa. Nhưng Ngài lại bỏ hết chúng tôi, Ngài giận chúng tôi quá lắm. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài
Mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.